Rồi, xin chào anh em, mình sẽ hướng dẫn cách chép cái bảng tiếng ha. Bảng tiếng cho để mình xài những cái cây đàn BSR3000, thì những cái dây cây đàn nó chuyên dụng cho nhạc công. Cây đàn này khá là lâu rồi nhưng mà nó cũng khá là phù hợp khi mà tầm giá 5-6 triệu mà cây này đọc USB trực tiếp, nó cũng khá cạnh tranh so với những dòng như S700 nó hay hư vặt hay bị lỗi loa, thì những cái cây như vậy tiếng nó cũng khá chắc nha. Cái này thì đã thay màn hình LCD rồi, cái này chỗ mình bán ra 5,5 triệu. Rồi, ok, khi mà chép điệu thì anh em vô chữ này này, ghi register, xin lỗi, khi chép băng tiếng ha, register. Rồi mình khi mình bấm vậy thì nó sẽ hiện ra trên cái của máy này, cái này là register band của máy, user của máy. Rồi mình sẽ dùng cái tab này chuyển qua, rồi nó cho vô USB này mà cái mình cắm USB vào thì nó sẽ ra một cái file này mình lưu ở trong USB rồi, nên bấm vào. Rồi ok, đây nó có những cái bàn tiếng mà mình đã chép trong USB ha. Rồi giờ mình muốn chép từ USB vào đàn thì mình dùng chữ copy, nó cũng tương tự như cái chép điệu khi nãy, cái chép điệu thôi. Ok ha, giờ mình cái này nó dung lượng nó khá là nhỏ nên mình có thể chép nhiều, mình có thể chép nhiều được ha. Thì mình bấm một cái chữ on luôn là mình chép tất cả luôn. Anh em muốn chép từng cái thì mình cứ vô ha, mình chọn ha, mình chọn anh em ấy mình chọn, còn giờ mình không ưng ấy mình chép tất cả luôn, mình chép mình bấm chữ on luôn ha, bấm chữ on ở phía dưới nè, dấu tên đi xuống chữ số 6 này. Rồi bấm xong, chọn xong thì ok. Rồi ok, rồi sau đó mình sẽ tap qua cho bộ máy của đàn, bộ nhớ của đàn. Rồi bát, rồi nó sẽ chạy qua ha. Rồi mình sẽ chờ một vài giây cho nó chết, nó đang hoạt động, đừng đừng có tắt nguồn sẽ nguy hiểm cho máy. Rồi ok anh em ha, rồi khi mà chết rồi à, tiếng dân ca mình nên chọn ha. Mình đó những cái band tiếng đó nó phù hợp đó, nhạc trẻ, nhạc dân ca, rồi Tây Nguyên ha. Okay. Em nghe anh rồi. Rồi cảm ơn anh.